Thật ra nếu bạn không cố gắng được nữa, không chịu đựng được nữa, thì dừng thôi. Cuộc sống của mỗi người luôn mỗi ngày, từng ngày một cố gắng vì một tương lai, vì một mục đích hay vì một lý do nào đó. Nhưng nếu bạn đã cố gắng rất nhiều, rất lâu và rất dài mà vẫn không đạt được cái mà bạn đang mong muốn, vậy thì tìm lý do khác để cố gắng thôi. Bạn hãy lấy tuổi trẻ ra để giải thích cho việc cố gắng. Tại sao bạn đã cố gắng nhiều như vậy mà người ta vẫn thay đổi? Bạn hãy thắc mắc là bạn làm gì sai. Có gì sai đâu, bạn chỉ đang sai đối tượng thôi. Người mà bạn vẫn đang cố gắng đó, người mà bạn vẫn đang hy vọng và đợi chờ vào tương lai đó, không phải là đối tượng phù hợp cho bạn. Họ có thể rất tốt, họ có thể là thần tượng của bạn, có thể là mẫu người lý tưởng của bạn, nhưng mà không phải là người phù hợp dành cho bạn và cho mối quan hệ này. Vậy thôi, mình dừng lại không phải là kết thúc đâu, mà là cho mình cơ hội để cố gắng một lần nữa với một người khác. Người khác nó có thể tệ hơn, có thể không đẹp bằng, có thể không giỏi bằng, nhưng đơn giản là họ phù hợp dành cho bạn. Người đã bước đi rồi, đã kết thúc thật rồi, bàn tay em.